Diễm Quỳnh xin được mến chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với ban biên tập chương trình, xin chúc cho tất cả quý vị chúng ta có một năm mới. Xin kính chúc cho tất cả quý vị chúng ta có một năm mới, vạn sự an lành, tấn tài, tấn lộc. Thưa quý vị và các bạn, phần tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong tháng 1 âm lịch sẽ luận giải cuộc sống của bạn theo 4 phương diện. Đó chính là tình duyên, gia đạo, sức khỏe, công danh, sự nghiệp, tiền tài của mình một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Và chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi nhận được sự tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát. Vậy nên là quý vị hãy hoàn toàn yên tâm về kiến thức cũng như là kết quả về phần luận giải lá số tử vi của mình. Từ đó thì chắc chắn là quý vị sẽ an tâm và biết được vận hạn, cũng như là trong cái phần luận giải này thì thầy cũng đưa ra những cái phương pháp hóa giải giúp cho chúng ta có thể tăng cường tài lộc, tình duyên và gia đạo. Và sau đây, không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn, chúng ta hãy cùng đến với phần luận giải về tử vi chi tiết cho tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong tháng 1 âm lịch này. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Tính cách người tuổi Giáp Tuất mệnh Sơn Đầu Hỏa khá nhu hòa, lương thiện. Họ là người biết thông cảm và thấu hiểu cho người khác, cũng rất nhiệt tình với bạn bè. Chỉ cần bạn bè gặp khó khăn là họ sẵn sàng đưa tay cứu giúp. Tuy nhiên, con giáp này luôn đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, nên họ không có những hành động sỗ sàng mà thường cân nhắc để tìm thời cơ thích hợp nhất, dùng phương thức hài hòa nhất để đưa ra sự hỗ trợ đối với đối phương. Con giáp này cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết người tuổi Giáp Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích, nhưng bản chất của những người này lại khá nóng nảy và cứng đầu, họ cần tiết chế để thăng tiến trong sự nghiệp. Những người tuổi Giáp Tuất làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Sự nghiệp cơ bản đã ổn định trong tháng này, tuy bản mệnh không gặp được nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, song chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì ắt sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Nếu công việc vất vả, thường xuyên phải thức khuya dậy sớm hoặc phải đi công tác trong thời gian dài, bản mệnh cần trao đổi tâm sự với người nhà trước để đôi bên cùng thấu hiểu và tạo điều kiện giúp đỡ nhau. Trên phương diện tình cảm, người độc thân mong muốn tìm được nửa kia của mình, song do tính cách hướng nội nên khó tìm được người ưng ý. Người đã lập gia đình cần phải cố gắng duy trì nếp sống, thường xuyên giúp đỡ tâm sự với nửa kia cũng như với con cái để xây dựng mối quan hệ bền vững theo thời gian. Xét về thiên can, giáp dương mộc gặp nhâm dương thủy nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh, xuất tiết, mất khí. Nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Giáp Dần cần phải hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất là có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần phải chú ý có tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Khối lượng công việc tăng lên nhưng bạn gần như luôn phải tự mình làm tất cả mọi việc. Có đôi lúc bạn sẽ thấy nản chí vì những vất vả mà mình đang chịu đựng. Đã vậy, lại thêm cạnh tranh nội bộ, mâu thuẫn với đồng nghiệp, bất đồng với cấp trên nên càng khiến cho bạn nghi ngờ liệu những gì mình đang cố gắng có là đúng đắn hay không. Tuy nhiên, may mắn rằng sau tất cả, mệnh chủ vẫn có thể giải quyết ổn thỏa mọi khó khăn bằng chính năng lực của mình, bộc lộ vai trò quan trọng của bản thân trong tập thể và nhận được sự tán thưởng, công nhận của tất cả mọi người. Tháng này, đam mê học hỏi không ngừng khiến cho chính người tuổi Giáp Tuất cũng phải ngạc nhiên với niềm đam mê mới ập tới trong mình. Thế nhưng lúc này gia chủ Giáp Tuất không phù hợp để tiến hành việc gì đó quá mới mẻ, nên bắt đầu từ những mục tiêu đơn giản, tập trung vào ít vấn đề sẽ hiệu quả hơn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Giáp Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài vận trong năm thăng trầm bất ổn, kinh doanh buôn bán có lộc tùy từng thời điểm, được mất đan xen, được nhiều nhưng mất cũng không hề ít. Bên cạnh đó còn phát sinh nhiều chi phí ngoài ý muốn do anh em bạn bè hoặc bị lôi kéo đầu tư thiếu hiệu quả.
Tốt nhất, bạn nên tránh các dự án đầu tư bất động sản trong năm nay, đừng vì tham cái lợi trước mắt mà đặt cược những gì mình đang có. Nên tiết kiệm, biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì xảy đến với mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tử vi tháng này cho rằng có thể một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu người tuổi Giáp Tuất không cẩn thận, đây chính là điểm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm quá sức khiến cho khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành đi xa cũng cần phải cẩn trọng. Để tinh thần ổn định hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Các quý gia chủ tuổi Giáp Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Giáp Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Phương diện tình cảm khó mà phát triển một cách tốt đẹp như mong muốn. Rất nhiều mối quan hệ rơi vào tình trạng rối ren, trong đó có cả mối quan hệ gia đình, cá nhân và trong công việc. Người đã có đôi có cặp dễ xảy ra tranh cãi với nửa kia, với sự cứng đầu và bảo thủ của mình. Lời nói trong lúc nóng giận có thể gây ra những tổn thương khó hàn gắn. Mâu thuẫn cần được xử lý càng sớm càng tốt, nếu để kéo dài sẽ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào phá hoại hạnh phúc của cả hai bạn. Mối quan hệ trong công việc cũng gặp không ít trục trặc, cạnh tranh với đồng nghiệp rõ ràng hơn, dẫn đến những cuộc tranh luận gay gắt kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Thậm chí có người còn thấy bất bình với chỉ đạo từ cấp trên, mâu thuẫn quan điểm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần làm việc. Còn với người độc thân, trong năm ít có cơ hội về tình cảm, nhân duyên kém sắc, cho dù có thì cũng để trôi qua mất vì sự bị động của bản thân. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa Cục, Xung Thân, Hình Tỵ, Hại Tỵ, Phá Hợi và Tuyệt Dậu. Đối với người tuổi Giáp Tuất trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 1 năm 2022, tức ngày 8 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 1 năm 2022, tức ngày 20 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Tuất trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 1 năm 2022, tức ngày 7 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 1 năm 2022, tức ngày 19 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong tháng 1 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 1 âm lịch này, đúng không ạ? Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Và nếu như đây là lần đầu tiên mà quý vị đến với kênh thì đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách like video, đăng ký kênh và ấn chuông quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.